thấy rất là ơn cái bộ mi của chị nối, nó khác với những cái bộ mi mà em đã xem của những cái hiệu khác ấy. Thế là em cũng quyết định em học ở đây luôn. Chúng mình được tham dự lễ tốt nghiệp và được gặp các master đầu ngành thì mình cảm thấy rất vui và vinh dự được tham gia một cái lễ tốt nghiệp hoành tráng như thế này. Còn mình cũng rất vui khi đến với sự kiện ngày hôm nay, được gặp các master nổi tiếng, được nghe các master chia sẻ về trải nghiệm trước và sau khi vào nghề, và cũng giúp mình học hỏi được nhiều thứ để có thể phát triển bản thân và công việc sau này. Mình thì được học hỏi và trau dồi các kinh nghiệm và các kỹ năng của các master về đầu ngành mi, mình cảm thấy rất là vui.